Thưa quý vị, huy động các nguồn lực hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, thực hiện nhiều mô hình sinh kế, tạo việc làm cho lao động nữ là những việc làm thiết thực được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Đức triển khai. Từ sự hỗ trợ này, cùng với nỗ lực tự thân, nhiều hội viên phụ nữ đã vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, đóng góp vào thành quả giảm nghèo chung của huyện. Từ năm 2017 đến nay, chị Nguyễn Thị Phương Mai ở xã Bình Ba, huyện Châu Đức được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã hai lần tín chấp vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng số tiền 80 triệu đồng. Từ nguồn vốn được vay, chị Mai đã đầu tư hệ thống tưới phun và phân bón cho vườn bưởi ba sào của gia đình. Nhờ đó, vườn bưởi phát triển tốt, cho năng suất cao và đem lại thu nhập mỗi năm hơn 100 triệu đồng. Lúc đầu thì cũng khó khăn lắm, nói chung cũng chưa có cái nguồn vốn mà để chị phụ nữ rồi hỗ trợ giúp đỡ cho mình. Thì nhờ sau này thì cũng hỗ trợ cho nguồn vốn đó, về rồi đầu tư trồng cây bưởi lên, cũng cái nguồn thu nhập nó cũng ổn định cho mình, rồi nói chung là cũng đỡ. Với 4 sào đất trồng rau ngót, mỗi ngày gia đình bà Lê Thị Tuyết ở xã Đá Bạc thu hoạch từ 1 đến 2 tạ rau. Được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã kết nối tiêu thụ sản phẩm, vườn rau ngót của bà Tuyết thu hoạch đến đâu, tiêu thụ hết đến đó, mang lại nguồn thu nhập ổn định khoảng 500.000 đồng một ngày. Mình làm là phân thuốc thì nói chung là chủ yếu là phân bò. Qua mình ủ 3-4 tháng rồi một đầu mình cứ vữa. Thì mình lo mình tự nhiên thôi. Chủ yếu là mình tưới nước, mình cho cái cây nó khỏe, nó sống, nên phân là nhiều chủ yếu, phân với nước. Không có thuốc thì nó cũng lợi cho sức khỏe. Với gần 40.000 hội viên, đa số là sản xuất nông nghiệp, thời gian qua Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn huyện Châu Đức đã hỗ trợ thành lập 30 tổ hợp tác nhằm giúp hội viên tương trợ lẫn nhau trong sản xuất, đồng thời liên kết ổn định đầu ra sản phẩm nông sản. Hội cũng đang tín chấp Ngân hàng Chính sách Xã hội cho hơn 3.400 hộ vay vốn với tổng số tiền gần 168 tỷ đồng, duy trì 353 nhóm tiết kiệm với gần 1,4 tỷ đồng xoay vòng hàng tháng. Thì Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện chỉ đạo hội cơ sở thường xuyên thăm hỏi, rồi hướng dẫn, giới thiệu để các chị em có điều kiện vay vốn, tiếp cận được các cái nguồn vốn. Và cũng từ đó thì có nhiều chị em tự tin và vươn lên trong cuộc sống và cũng như là về phát triển kinh tế. Sự hỗ trợ từ Hội Phụ nữ các cấp cộng với tinh thần vượt khó, nhiều phụ nữ trên địa bàn huyện Châu Đức đã vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Nếu như đầu năm 2022, huyện Châu Đức có 402 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, thì đến nay chỉ còn 366 hộ.